Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn. Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 133. Kìa, anh em ăn ở hòa thuận nhau, thật tốt đẹp thay. Ấy khác nào dầu quý giá đổ ra trên đầu, chảy xuống râu, tức râu của A-rôn, chảy đến trôn áo người. Lại khác nào sương móc hẹt môn xa xuống các núi Si-ôn. Vì tại đó Đức Giê-hô-va đã ban phước, tức là sự sống cho đến đời đời. Chương 10. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ nào chẳng bởi cửa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo vào từ nơi khác, thì người đó là trộm cướp. Nhưng kẻ bởi cửa mà vào là người chăn chiên. Người canh cửa mở cho, chiên nghe tiếng người chăn. Người chăn kêu tên chiên mình mà dẫn ra ngoài. Khi người đã đem chiên ra hết thì đi trước, chiên theo sau, vì chiên quen tiếng người. Nhưng chiên chẳng theo người lạ, trái lại nó chạy trốn vì chẳng quen tiếng người lạ. Đức Chúa Giê-xu phán lời ví dụ đó, nhưng chúng không hiểu Ngài muốn nói chi. Đức Chúa Giê-xu lại phán cùng họ rằng, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ta là cửa của chiên. Hết thảy những kẻ đã đến trước ta đều là quân trộm cướp, nhưng chiên không nghe chúng nó. Ta là cái cửa, nếu ai bởi ta mà vào thì sẽ được cứu rỗi, họ sẽ vào ra và gặp đồng cỏ. Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt, còn ta đã đến hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật. Ta là người chăn hiền lành, người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình. Kẻ chăn thuê chẳng phải là người chăn, và chiên không phải thuộc về nó. Nếu thấy muôn sói đến thì nó bỏ chiên chạy trốn, muôn sói cướp lấy chiên và làm cho tản lạc. Ấy vì nó là kẻ chăn thuê, chẳng lo lắng chi đến chiên. Ta là người chăn hiền lành, ta quen chiên ta và chiên ta quen ta, cũng như cha biết ta và ta biết cha vậy. Ta vì chiên ta phó sự sống mình. Ta còn có chiên khác chẳng thuộc về chuồng này, ta cũng phải dẫn nó về nữa. Chiên đó sẽ nghe tiếng ta, rồi sẽ chỉ có một bầy và một người chăn mà thôi. Này, tại sao cha yêu ta? Ý vì ta phó sự sống mình để được lấy lại. Chẳng có ai cất sự sống ta đi, nhưng tự ta phó cho. Ta có quyền phó sự sống và có quyền lấy lại. Ta đã lãnh mạng lệnh này nơi cha ta. Nhưng những lời đó, người Giu-đa lại chia phe ra nữa. Phần nhiều trong đám họ nói rằng, người bị quỷ ám, người là điên, sao các ngươi nghe làm chi? Kẻ khác nói rằng, ấy đó chẳng phải là lời nói của một kẻ bị quỷ ám. Quỷ há có thể mở mắt kẻ mù được sao? Tại thành Jerusalem có dự lễ khánh thành đền thờ. Bây giờ là mùa đông. Đức Chúa Giê-xu đi dạo trong đền thờ dưới hiên cửa Sa-lô-môn. Người Giu-đa nhóm xung quanh Ngài mà nói rằng, Thầy để chúng tôi nghĩ vơ vẩn mãi cho đến khi nào? Nếu Thầy là Đấng Christ, hãy nói rõ cho chúng tôi. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, Ta đã bảo các ngươi mà các ngươi không tin. Những việc ta nhân danh cha ta mà làm đều làm chứng cho ta. Nhưng các ngươi không tin ta vì các ngươi chẳng phải là chiên của ta. Chiên ta nghe tiếng ta. Ta quen nó và nó theo ta. Ta ban cho nó sự sống đời đời. Nó chẳng chết mất bao giờ và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta. Cha ta là đấng lớn hơn hết đã cho ta chiên đó. Và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay cha. Ta với cha là một. Người Giu-đa lại lượm đá đặng ném Ngài. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, Ta đã làm trước mắt các ngươi lắm việc lành bởi cha đến, vì việc chi mà các ngươi ném đá ta? Người Giu-đa trả lời rằng, Ấy chẳng phải vì một việc lành mà chúng ta ném đá ngươi, nhưng vì lỗi lộng ngôn. Ngươi là người mà tự xưng là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, Trong luật pháp của các ngươi há chẳng chép rằng,
Ta đã phán các ngươi là các thần hay sao? Nếu luật pháp gọi những kẻ được lời Đức Chúa Trời phán đến là các thần, và nếu Kinh Thánh không thể bỏ được, thì ta đây là đấng Cha đã biệt ra thánh và sai xuống thế gian nói ta là con Đức Chúa Trời. Cớ sao các ngươi cáo ta là nói lộng ngôn? Ví bằng ta không làm những việc của Cha ta thì các ngươi chớ tin ta. Còn nếu ta làm thì dầu các ngươi chẳng tin ta, hãy tin những việc ta, để các ngươi hiểu và biết rằng Cha ở trong ta và ta ở trong Cha. Chúng còn kiếm cách để bắt Ngài nữa, nhưng Ngài tránh khỏi tay họ. Đoạn Ngài lại sang bên kia sông Giô-đanh, đến nơi dân đã làm phép báp têm trước hết và trú tại đó. Có nhiều kẻ đến cùng Ngài mà nói rằng dân chưa làm một phép lạ nào, nhưng mọi điều dân đã nói về người này là thật. Tại đó có nhiều người tin Ngài. Chương 43. Khi Giê-rê-mi đã thuật hết cho cả dân sự mọi lời mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng nó là lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng nó đã sai người nói cho chúng nghe, tức là những lời này, thì A-sa-ria, con trai Hô-sa-ya và Yô-ha-nan, con trai Ca-rê-át cùng mọi người kiêu ngạo nói với Giê-rê-mi rằng: Ngươi nói dối. Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta chưa hề sai ngươi truyền cho chúng ta rằng chớ sang nước Ê-díp-tô mà trú ngụ. Nhưng ấy là Ba-rúc, con trai Nê-ri-a, xui ngươi nghịch cùng chúng ta để nộp chúng ta trong tay người Canh-đê, đặng giết chúng ta hay là điệu về làm phu tù nước Babylon. Ấy vậy, Yô-ha-nan, con trai Ca-rê-át, các đầu đảng và mọi dân sự chẳng vâng theo tiếng Đức Giê-hô-va truyền cho mình ở lại trong đất Giu-đa. Yô-ha-nan, con trai Ca-rê-át và các đầu đảng đem những người Giu-đa còn sót lại, tức hết thảy những kẻ trở về từ cả các nước khác mà mình đã bị đuổi đến mà ở trong đất Giu-đa. Đàn ông, đàn bà, trẻ con, cùng các con gái nhà vua và mọi người mà Nebusa-a-đan, quan làm đầu thị vệ, đã để lại cho Gedalia, con trai Ahikam, cháu Sa-phan. Lại cũng đem luôn tiên tri Giê-rê-mi và Ba-rúc, con trai Nê-ri-a, vào đất Ê-díp-tô, đến Tác-pha-nết, vì họ không vâng theo tiếng Đức Giê-hô-va. Tại Tác-pha-nết, có lời Đức Giê-hô-va phán cho Giê-rê-mi như vậy: Hãy lấy trong tay ngươi những cục đá lớn, đem giấu trong đất sét làm gạch trước cửa nhà Pharaon tại Tác-pha-nết trước mắt người Giu-đa đều thấy. Ngươi khá bảo họ rằng: Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: Này, ta sẽ sai và lấy tôi tớ ta là Nebuchadnezzar vua Babylon và đặt ngai vua ấy trên những đá này mà ta mới vừa giấu. Vua ấy sẽ căng màn mình lên trên. Vua ấy sẽ đến đánh đất Ê-díp-tô. Những kẻ phải chết thì làm cho chết, những kẻ phải bị phu tù thì bắt làm phu tù, những kẻ phải bị gươm giáo thì cho gươm giáo. Ta sẽ đốt lửa nơi các chùa miếu của các thần Ê-díp-tô. Nebuchadnezzar sẽ đốt đi hết và đem đi làm phu tù. Vua ấy lấy đất Ê-díp-tô mặc cho mình, cũng như kẻ chăn chiên mặc áo mình, và vua ấy sẽ đi ra cách bình an. Người sẽ bẻ gãy các cột của Bết-Sê-mết trong đất Ê-díp-tô và sẽ lấy lửa đốt các chùa miếu của các thần Ê-díp-tô. Chương 44. Có lời truyền cho Giê-rê-mi về hết thảy người Giu-đa ở trong đất Ê-díp-tô tại Mít-đôn, Tác-pha-nết, Nốt và trong xứ Pha-trốt rằng: Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: Các ngươi có thấy mọi tai vạ mà ta đã giáng cho Jerusalem và các thành của Giu-đa? Kìa, những thành ấy ngày nay hoang vu không dân ở, vì cớ tội ác dân chúng nó đã phạm để chọc giận ta, đi đốt hương và hầu việc các thần khác mà chúng nó và các ngươi cùng tổ phụ các ngươi cũng chưa từng biết đến. Dầu vậy, ta đã sai mọi tôi tớ ta, tức các tiên tri đến cùng các ngươi. Ta dậy sớm, sai họ đến đặng bảo các ngươi rằng: Ôi, sự gớm ghiếc mà ta ghét đó thì đừng phạm đến. Nhưng chúng nó chẳng nghe, chẳng để tai vào, chẳng chừa sự giữ và cứ đốt hương cho các thần khác. Vì vậy,
cơn giận và sự thạnh nộ của ta đã đổ ra như lửa đốt nơi các thành của Giuđa và các đường phố của Jerusalem, vì chúng nó bị đổ nát hoang vu như có ngày nay. Bây giờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: Sao các ngươi phạm tội trọng giường ấy, nghịch cùng mạng sống mình, để cho đàn ông, đàn bà, trẻ con, trẻ đang bú bị cất khỏi giữa Giuđa, đến nỗi dân các ngươi không còn lại chút nào? Bởi các ngươi chọc giận ta bằng những việc tay mình làm ra, đốt hương cho các thần khác trong đất Ai Cập, là nơi các ngươi mới đến trú ngụ, đến nỗi các ngươi chuốc lấy sự hủy diệt cho mình, đem mình làm cớ rủa xả sỉ nhục giữa các dân thiên hạ. Các ngươi đã quên điều ác của tổ phụ mình, điều ác của các vua Giuđa, điều ác của các hoàng hậu, điều ác của chính các ngươi cùng vợ mình đã phạm trong đất Giuđa và trong các đường phố Jerusalem hay sao? Chúng nó chẳng hạ mình xuống cho đến ngày nay, chẳng kính sợ, chẳng bước theo luật pháp mạng lệnh ta đã để trước mặt các ngươi và tổ phụ các ngươi. Vậy nên, Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: Này, ta sẽ để mặt ta nghịch cùng các ngươi mà giáng họa cho và diệt cả Giuđa. Ta sẽ lấy dân Giuđa sót lại, tức những kẻ đã xây mặt vào đất Ai Cập đặng trú ngụ ở đó. Chúng nó sẽ bị diệt tại đó hết thảy. Chúng nó sẽ ngã trên đất Ai Cập, chết dưới gươm hay là bởi đói kém. Kẻ nhỏ người lớn sẽ đều chết vì gươm, vì đói kém, làm cớ cho người ta trù ẻo, gỡ lạ, rủa xả, sỉ nhục. Ta sẽ phạt những kẻ ở trong đất Ai Cập như đã phạt Jerusalem bằng gươm dao, đói kém và ôn dịch, đến nỗi trong những dân Giuđa sót lại đến Ai Cập đặng trú ngụ thì chẳng có ai thoát khỏi hay sót lại đặng trở về đất Giuđa, là nơi chúng nó còn mong trở về ở. Chúng nó sẽ không trở về được, trừ ra những kẻ tránh khỏi mà thôi. Bây giờ, hết thảy những người biết vợ mình đốt hương cho các thần khác, hết thảy đàn bà đứng tại đó, nhóm thành một hội đông, tức mọi dân sự ở trong đất Ai Cập tại Phatrot, đáp cùng Jeremy rằng: Về sự ông nhân danh Đức Giê-hô-va mà nói cùng chúng tôi, thì chúng tôi không khứng nghe đâu. Nhưng chúng tôi chắc sẽ làm trọn mọi lời đã ra từ miệng chúng tôi, sẽ đốt hương và làm lễ quán cho nữ vương trên trời, như chúng tôi cùng tổ phụ, vua, quan trưởng chúng tôi đã làm trong các thành của Giuđa và các đường phố Jerusalem. Vì lúc bấy giờ chúng tôi có bánh đặng no mình, hưởng phước, chẳng thấy tai vạ gì. Nhưng từ khi chúng tôi thôi đốt hương và làm lễ quán cho nữ vương trên trời thì chúng tôi thiếu thốn mọi sự và bị nuốt bởi gươm dao đói kém. Vả lại, khi chúng tôi đốt hương và làm lễ quán cho nữ vương trên trời, chúng tôi làm bánh để thờ lại người và dâng lễ quán cho người nữa, thì chồng chúng tôi há chẳng biết hay sao? Jeremy bèn nói cùng cả dân sự, đàn ông, đàn bà và mọi kẻ đã trả lời cho người như vậy rằng: Các ngươi cùng tổ phụ, các vua, các quan trưởng mình và dân trong đất đã đốt hương trong các thành Giuđa và trong các đường phố Jerusalem. Đức Giê-hô-va há chẳng đã nhớ lấy và đã ghi trong ý tưởng Ngài sao? Vì cớ sự hung ác của việc làm các ngươi và sự gớm ghiếc các ngươi đã phạm, nên Đức Giê-hô-va không chịu được nữa. Vì vậy, đất các ngươi đã trở nên hoang vu, gỡ lạ và sự rủa xả, chẳng có ai ở như có ngày nay. Ấy là bởi các ngươi đã đốt hương và đã phạm tội nghịch cùng Đức Giê-hô-va. Bởi các ngươi chẳng vâng theo tiếng Đức Giê-hô-va và không bước theo luật pháp, mạng lệnh và sự dạy dỗ của Ngài, nên tai vạ này đã đến cho các ngươi như có ngày nay. Jeremy lại nói cùng dân sự và mọi người đàn bà rằng: Hỡi cả dân Giuđa hiện ở trong đất Ai Cập, hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: Các ngươi và vợ các ngươi đã nói ra từ miệng mình và lấy tay làm trọn điều mình đã nói rằng: Thật, chúng ta sẽ làm thành lời mình đã khấn nguyện, đốt hương và làm lễ quán cho nữ vương trên trời. Vậy, các ngươi khá giữ vững lời nguyện mình và làm trọn lời nguyện. Cho nên, hỡi cả dân Giuđa hiện ở trong đất Ai Cập, hãy nghe lời Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va có phán: Này,
ta lấy danh lớn mình mà thề. Trong khắp đất Ai Cập sẽ chẳng có một người Giu-đa nào còn mở miệng xưng danh ta nữa mà rằng: thật như Chúa Giê-hô-va hằng sống. Này, ta sẽ tỉnh thức đặng xuống họa cho chúng nó mà không xuống phước. Mọi người Giu-đa ở trong đất Ai Cập sẽ đều bị vồ nuốt bởi gươm dao đói kém cho đến đã diệt hết. Chỉ có một số rất ít người sẽ được thoát khỏi gươm dao từ đất Ai Cập trở về trong đất Giu-đa. Và mọi người Giu-đa còn sót lại, tức những kẻ đã đến đặng trú ngụ trong đất Ai Cập này, thì sẽ biết lời nào được nghiệm, lời của ta hay là lời của chúng nó. Đức Giê-hô-va phán: này là dấu mà các ngươi bởi đó biết ta sẽ hình phạt các ngươi trong nơi này, để các ngươi biết rằng lời ta phán về tai họa các ngươi chắc ứng nghiệm. Đức Giê-hô-va phán như vậy: này, ta sẽ phó Pha-ra-ôn Hốp-ra vua Ai Cập trong tay kẻ thù nó và kẻ đòi mạng nó, như đã phó Sê-đê-kia vua Giu-đa trong tay Nebuchadnezzar vua Babylon là kẻ thù và đòi mạng Sê-đê-kia. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Quýt thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Quýt. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn, hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.